chồng ơi. Ôi sao mệt quá. Sao đi nhanh vậy? Sao mới đây về rồi? Em đi rước qua tới nhà Từ em mới nhớ. Nhớ gì? Nhớ anh hả? Không. Chứ nhớ gì? Em dẫn con đi chơi. À. Em định dẫn đi bơi. À. Cái em quên đem phao. Em gửi con cho bà Sáu rồi. À là quên phao thôi chứ gì, lấy phao đem chơi nữa gì. Ờ à, đợi anh chút. Đợi chút nha. Lẹ lên, bà Sáu giữ con ngoài kìa. Mày chết rồi em ơi, chết rồi. Ai chết? Phao, cái phao nó làm sao? Chết ngắt rồi. Ơ à, nó xẹp rồi. Thì bơm lên. Biến đề là bơm không được. Sao bơm được? Cái bơm nó hư rồi tuần trước mà anh quên. Ủa anh mắc cười anh quá. Rồi giờ sao? Nó hư sao anh không đi sửa? Rồi giờ làm sao? Thì bây giờ ông con hay gửi bà Sáu kìa, bà đợi bà chửi bây giờ. Bây giờ đợi anh xíu được không? Anh chạy qua chú Bảy là cách đây có 4-5 ngã tư à. Anh chạy đi bơm xong quay về anh đưa cho em. Anh làm giọng kiểu gì vậy? Hãy nhờ tới anh cái anh kêu nhờ hàng xóm. Thì bây giờ đến giờ sao ta? À, có cách rồi. Cách gì nói nghe coi. Nhà mình còn cái máy sấy đúng không? Đúng rồi. Máy sấy tóc của em hả? Máy sấy tóc. Có, cái màu hồng. Đúng rồi, màu gì cũng được, không quan trọng. Quan trọng là còn xài được đúng không? Rồi liên quan gì, tự nhiên chưa đi toán mà đi sấy tóc. Trời ơi, thí dụ cái này nè. Trời ơi, đúng cái này. Tại sao em thấy anh thường hay lướt mạng, rồi lướt web rồi chi? Để anh tìm tòi học hỏi những cái mới, những cái mẹo vặt hay ho hàng ngày. Em lấy cái máy sấy tóc cho anh. Rồi lấy cái phao đó, anh sẽ dùng máy sấy tóc đó, anh bơm thẳng vô cái phao đó là nó trở lại bình thường. Trời đất ơi, anh có ổn không vậy? Cái máy sấy tóc của em mà anh đem đi bơm cái phao rồi quá nó quéo rồi còn cục gì nè, rồi sao bơi? Tính ra phao nó dành cho con mình bơm quéo lại cái nó còn xíu sao nó vô dừa ta. Đúng rồi, anh ổn không vậy? Ủa mà khoan, cái máy sấy tóc nó hai chế độ mà. Ừ. Cái mát cái nóng mà. Ừ. Tại sao không bơm mà cái mát? Ha. Đúng không? Được đúng không? Được chứ. Đi vô lấy cái máy sấy tóc. Nhưng mà khoan nữa, cái phao của mình nó cái đầu bơm nó nhỏ xíu à? Ừ. Bây giờ em phải có cách nào? Chai nước, có chai nước suối nào không? Có luôn. Lấy chai nước suối đổ hết nước suối ra cho anh. Sau đó em cắt cái chai đó ra. Cắt cái phần đít của chai ra. Sau đó em nhét cái đầu máy sấy vô. Sau đó em lấy cái đầu bình á, đầu nước suối á, em để vô cái đầu bơm, cái đầu bơm của cái phao. Rồi em bắt đầu em bấm đó, nó truyền vô đó, vô cái phao phình nó lại thôi, phình lại liền. Thiệt không? Thiệt chắc không? Trời ơi, anh học đàng hoàng mà, anh học trên mạng mà. Vậy giờ đi vô lấy cái máy sấy, lấy chai nước bơm cái phao cho em đi. Lẹ đi, bà Sáu mới đợi mới chửi bây giờ nè. Ủa lẽ ra cái người mà nghĩ ra là người ta đâu còn phải làm ta. Nhưng mà lẹ lên, em không biết làm, bây giờ anh làm cho em đi, anh biết thì anh làm đi. Rồi, để chút, anh làm cho. Lẹ lên. Rồi, đợi chút. Thiệt á, vợ con nó chán quá à.